Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Chào mọi người. Buổi sáng hôm nay là ngày thứ 6, 26 tháng 5 2023. Có thể nói đây là một cái ngày cũng rất đặc biệt đối với vợ chồng chúng tôi, Trường Nguyễn và Lê Lê. Tôi đang đứng trước cái cổng nhà mình mang tên là Trường Sa Studio. Sau một cái khoảng thời gian cũng khá dài tính toán, lo lắng, chuẩn bị, và hôm nay Trường Sa Studio đã chính thức mở cửa. Người ta hay gọi là ngày khai trương thì luôn luôn làm cho chúng ta phải có những cái sự hăng hái bước tới. Cho nên là đối với tôi, hôm nay là một ngày vui. Buổi tối hôm qua thì cũng có những người bạn đã lên trên Trường Sa Studio để chuẩn bị cho cái buổi sáng ngày hôm nay. Tôi dậy hơi sớm một chút, trong khi các thân hữu, khách khứa của mình vẫn còn đang ngủ. Tôi muốn mấy ngày hôm nay không đưa clip lên Việt Nam Today là bởi vì tôi muốn dành cái sự kiện đặc biệt này để mở đầu cho cái công việc của mình. Có một điểm trùng hợp là cách đây 20 năm, 2003 ở Mỹ, tôi cũng khởi đầu cho một cái thương vụ, một cái dịch vụ, đó là nhà in và phòng tranh. Hôm nay sau 20 năm ở Việt Nam, tại Yên Bái, chúng tôi lại mở ra một cái chương mới, đó là một studio. Nói một cách nôm na đó là mình làm một cái phòng tranh. Thực chất Lê Lê nói với tôi là làm cái này để cho anh Trường có nơi để dừng chân, nghỉ ngơi và vẽ tranh sáng tác. Còn cô ấy thì sẽ tạo một cái không gian để cho bạn bè ở khắp nơi, trong và ngoài nước, về đến đây lên Tây Bắc thì Yên Bái là một cái cửa ngõ mà chúng ta có thể dừng chân lưu trú lại. Cho nên là Trường Sa Studio có kèm theo là dịch vụ lưu trú, cà phê, những hình ảnh mà mọi người sẽ nhìn thấy sau cái câu chuyện trao đổi của tôi thì sẽ thấy cái không gian ở đây nó như thế nào. Buổi sáng nay thì cái công việc cuối cùng của tôi là, thưa quý vị, đó là treo một cái tấm màn để che cái kho ở trong cái khu quầy bar. Lát nữa quý vị cũng sẽ thấy. Trong khi làm đó thì tôi nghĩ là tất cả những cái gì ở trong cái kho tồn đọng lại, mình che lại để mình bắt đầu một cái điều gì đó mới mẻ và nó thực tế đối với mình. Và tôi tin rằng tất cả những cái gì mà chúng tôi nỗ lực, chúng tôi đã thực hiện làm cho mọi người, thì bây giờ cũng đã đến lúc tôi sẽ cũng vẫn tiếp tục làm cái công việc mang lại cái giá trị chung, nhất là qua cái dịch vụ. Quý vị nghe thấy cái tên Trường Sa Studio nó cũng gắn liền đến một cái giai đoạn cũng khá là đặc biệt đối với cuộc đời của tôi. Hôm nay thì Lê Lê cũng lại chọn cho tôi một chiếc áo màu trắng có cái hình hoa đào như quý vị thấy. Đây là chiếc áo lẽ là mùa xuân mặc, nhưng mà tôi nghĩ là hôm nay mặc cái màu áo trắng để cho nó mới mẻ, tinh tươm, và cái nụ hoa đào mở ra cũng giống như là một cái mùa xuân nở ra giữa mùa hè. Tôi nghĩ không biết nói như thế nó có phức tạp không, nó có rườm rà không, nhưng ít nhất trong suy nghĩ của tôi, đôi khi mình cũng hay vẩn vơ suy nghĩ về những cái điều đó. Hôm nay rất cảm ơn bạn bè, trong ngày hôm nay có thể nói là rất là sẽ một ngày bận rộn, khai trương cho mọi người đến, và rất nhiều những đoàn khách đã từ khắp nơi gửi lời chúc mừng, và cũng có nhiều người đến sẽ đến trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình, bố mẹ,
anh chị em thân thiết đã động viên và khuyến khích vợ chồng chúng tôi thực hiện cho được cái Trường Sa Studio để mở đầu ngày hôm nay. Và có thể nói là cũng cảm ơn nhiều người anh chị đã gửi những thiệp mừng rồi lẵng hoa ngày hôm nay. Và chúng tôi xin trước khi mà quý bạn thân hữu thức dậy thì tôi xin mời mọi người xem cái không gian Trường Sa Studio do tôi đã quay trong những ngày vừa qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé.
làm quê hương. Dẫu ta là ai cũng cần dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu. Dẫu có đi xa luôn mong ngày về.